bằng tình thương của một người cha, người đàn ông ấy ra quốc lộ để vẫy xe cho con về nhà chồng. Ông vội vàng băng qua đường với ý định muốn đỡ con gái đang mang bầu sang đường lên xe khách. Hành vi vội vàng qua đường không chú ý an toàn giao thông của ông đã gây ra tai nạn cho một người cha khác. Một gia đình khác, con bị mất cha, thiếu vắng trụ cột. Bản thân ông bị tổn thương phải đi chạy chữa dài ngày sự vội vàng của người cha ấy bị khởi tố và phải chịu hình phạt đích đáng của pháp luật. Đó là nội dung chính của chương trình Hồ sơ xét xử hôm nay. Khoảng 14 giờ 45 phút ngày 10 tháng 4 năm 2018, tại quốc lộ 47 đi qua địa phận khu 4, 5, thị trấn Lam Sơn, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra. Ông Lê Văn Hát chạy bộ qua đường thì bị xe máy do ông Nguyễn Hoàng Tê điều khiển đâm vào. Cả hai người đều bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Ba ngày sau, nạn nhân Nguyễn Hoàng Tê đã tử vong. Sau 4 tháng thu thập chứng cứ, ngày 8 tháng 8 năm 2018, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Thọ Xuân tỉnh Thanh Hóa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với người đi bộ qua đường là ông Lê Văn Hát sinh năm 1959 trú tại xã Xuân Quang, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Ngày 17 tháng 9 năm 2018, Viện kiểm sát nhân dân huyện Thọ Xuân ra cáo trạng truy tố bị can Lê Văn Hát với tội danh vi phạm quy định khi tham gia giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng. Ngày 10 tháng 10 năm 2018, phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Văn Hắt được mở ra. Vì sao người đi bộ qua đường bị xe máy tông vào phải đi cấp cứu lại là người bị truy tố trước pháp luật? Theo cáo trạng, khoảng 14 giờ 45 phút ngày 10 tháng 4 năm 2018, bị cáo Lê Văn Hắt đã chạy ngang qua đường trong khi xe máy do nạn nhân Nguyễn Hoàng Tê điều khiển đang đi tới, dẫn đến va chạm với xe máy của bị hại. Cáo trạng kết luận, bị cáo Hắt đã không tuân thủ quy định về qua đường của người đi bộ, khiến bị hại không kịp xử lý và đâm va vào bị cáo. Hậu quả, bị hại tử vong do vụ tai nạn và hành vi của bị cáo đã cấu thành tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ và phải chịu trách nhiệm hình sự do hậu quả nghiêm trọng của hành vi này. Tại thời điểm đó, trên đường rất vắng, không có ai. Tôi có nhìn thấy chiếc xe máy từ xa, cách mấy mét. Tôi nghĩ là có thể chạy kịp qua bên kia đường, nên vội chạy ngang qua đầu xe để chạy sang bên kia đường, nên dẫn đến người điều khiển xe máy không xử lý kịp, nên đã va vào tôi. Đây là lời khai của ông Lê Văn Hắt tại cơ quan điều tra. Ngày 10 tháng 4 năm 2018, ông ra đường quốc lộ 47 vẫy xe ô tô khách cho con gái đang có bầu 7 tháng xuống thành phố Thanh Hóa. Do vội nên khi vẫy được một chiếc xe dừng lại, ông Hân vội vàng sang đường với ý định đỡ con gái ra xe. Thời điểm đó, ông Hắc nhìn thấy một chiếc xe máy nhưng nghĩ là chạy sang kịp nên vội vàng chạy qua đầu xe khách sang bên đường. Do khoảng cách quá gần, người điều khiển xe máy không kịp xử lý đã va phải ông. Sau va chạm, cả ông Hát bị thương ngất xỉu tại chỗ và được đưa đi cấp cứu. Tôi có nghe điện thoại của chồng nên nghe điện thoại không để ý xung quanh, sau đó tôi nghe tiếng rầm, tôi sang quan sát thấy bố tôi nằm trên mặt đường. Cách đó còn có một người đàn ông đi xe máy cũng nằm trên mặt đường. Tôi không để ý nên không biết hướng đi của người đi xe máy. Bố tôi bị thương ở đầu, chảy máu xuống đường. Tôi không để ý người đi xe máy thương tích ra sao. Đây là lời khai của chị Lê Thị H, là nhân chứng của vụ tai nạn và cũng là con gái của bị cáo Lê Văn H. Theo lời khai của chị H, do đang mang thai, chị về nhà ngoại từ đầu tháng 4 năm 2018 đến ngày mùng 10 tháng 4 năm 2018, chị cùng bố ra Quốc lộ 47 đón xe về nhà tại thành phố Thanh Hóa khi va chạm giao thông xảy ra là lúc nghe điện thoại nên không để ý được diễn biến. Do mang thai, đi lại chậm chạp nên khi chị di chuyển được ra đến vụ tai nạn, chỉ phát hiện bố là ông Lê Văn Hắt bị thương ở đầu, chảy máu xuống đường và không biết người đi xe máy bị thương tích ra sao. Bản thân chị Hắt cũng không biết chính xác được hướng đi của người điều khiển xe máy. Khoảng hơn 14 giờ ngày 10 tháng 4 năm 2018, tôi đang ở trong nhà thì nghe thấy tiếng động mạnh dầm phía trước nhà tôi Tôi chạy ra xem có chuyện gì Thì thấy ông T đang nằm bất động Trên mặt đường quốc lộ 47 Cách vị trí ông T nằm 4 đến 5 mét Tôi nhận ra ông hát Người có quán cắt tóc gần nhà tôi Đang nằm bất động trên mặt đường Và ở gần giữa đường Tôi không trực tiếp chứng kiến vụ tai nạn Nên không rõ hướng đi của hai người đây là lời khai của ông T. Vụ việc xảy ra ngay trước nhà ông trên mặt đường quốc lộ 47. Lời khai của ông T cho thấy vụ va chạm có lực rất mạnh nên gây ra tiếng động lớn. Khi ông chạy ra hiện trường vụ tai nạn, hai người đàn ông trong vụ tai nạn đều bị thương và nằm trên mặt đường quốc lộ 47. Tại hiện trường có chiếc xe máy của ông T nằm gần giữa đường. Trong biên bản lời khai của ông T xác nhận hôm xảy ra vụ tai nạn thời tiết nắng giáo không mưa tầm nhìn không bị khuất. Khoảng hơn 14 giờ ngày 10 tháng 4 năm 2018. Tôi đang ngồi ở quầy thanh toán của quán cà phê New Style tại khu 4, thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân, thì tôi nghe thấy tiếng động mạnh ở khu vực đường trước cửa quán. Tôi xác định là ông H và ông T vừa xảy ra va chạm với nhau, bị tai nạn, bị thương. Đến ngày 13 tháng 4 năm 2018, tôi nghe nói ông T đã tử vong. Đây là lời khai của chị Trịnh Thị Dê, nhân chứng của vụ án. Chị Dê khai chú ý đến vụ việc sau khi nghe tiếng động mạnh và chị cũng không chứng kiến từ đầu nên không xác định được hướng di chuyển của hai người. Từ góc nhìn của chị Dê cho thấy, ông T và ông H có va chạm đều bị thương và nằm bất động trên đường quốc lộ 47. Chị Dê cũng không xác định được hướng di chuyển của chiếc xe máy. Khoảng 15 giờ ngày 10 tháng 4 năm 2018, tôi nhận được điện thoại thông báo việc bố tôi là ông T điều khiển xe máy bị tai nạn Tôi lái xe máy đến nơi tai nạn giao thông trên quốc lộ 47, khu 4 thị trấn Lam Sơn. Sau khi bố tôi được đưa đến bệnh viện đa khoa Ngọc Lạc, bố tôi được đưa đi chụp chiếu cơ thể. Bác sĩ điều trị nói bố tôi bị chấn thương sọ so não, tụ máu màng cứng, sau đó bố tôi lúc tỉnh lúc mê. Sức khỏe bố tôi càng lúc càng xuống. Theo lời khai của anh Nguyễn Hoàng S, đại diện cho bị hại Nguyễn Hoàng T, khi nhận được tin bố mình bị tai nạn, anh đến hiện trường vụ tai nạn. Ông T đã bị thương nặng và đang trong tình trạng bất tỉnh. Bị hại được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Ngọc Lạc và được chẩn đoán bị chấn thương sọ não và tụ máu màng cứng, sức khỏe có chiều hướng xấu. Chiếc xe máy đi từ hướng nào và vụ va chạm đã diễn ra như thế nào? Qua xem camera, tôi thấy có hình ảnh và diễn tiến vụ tai nạn giao thông. Vì vậy, khi cơ quan công an đề nghị trích xuất thì tôi trích xuất hình ảnh vụ tai nạn giao thông từ camera của gia đình để giao cho công an phục vụ công tác điều tra. Trong lời khai này cho thấy anh T không quan sát trực tiếp vụ tai nạn mà chỉ biết về vụ tai nạn qua lời kể. Sau khi nạn nhân đã đưa đi cấp cứu, việc camera an ninh của gia đình ghi được hình ảnh vụ tai nạn là có thật. Anh T cũng xác nhận thời tiết hôm xảy ra vụ tai nạn khô giáo, không mưa, tầm nhìn không bị hạn chế. Anh đã trích xuất camera của gia đình giao cho công an để phục vụ công tác điều tra. Đây là hình ảnh chiết xuất từ camera an ninh của gia đình anh Vũ Đức Tê, sinh năm 1987, trú tại khu 4, thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. 14 giờ 45 phút ngày 10 tháng 4 năm 2018 tại đoạn đường thuộc quốc lộ 47, khu 4, thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa, một người đàn ông đi ra lề đường để vẫy xe khách theo hướng đi thành phố Thanh Hóa. Một xe ô tô giường nằm đi đến tạt vào lề đường, người đàn ông vội vàng chạy ngang trước đầu xe rồi tiếp tục chạy sang đường. Ngay lúc đó, một người đàn ông điều khiển chiếc xe mô tô biển kiểm soát 36H9 1788 di chuyển cùng chiều với xe ô tô giường nằm vượt lên phía bên trái chiếc xe giường nằm đang dừng, không kịp xử lý đã đâm vào người đàn ông đi bộ. Tôi đã được cơ quan điều tra cho xem lại hình ảnh trích xuất từ camera an ninh và tôi khẳng định người đi bộ chạy ngang đường chính là tôi. Hình ảnh trích xuất camera an ninh của gia đình anh Vũ Đức Thờ và ghi nhận toàn bộ quá trình xảy ra vụ tai nạn giao thông. Ông Lê Văn Hắt xác nhận người đàn ông đi bộ qua đường trong clip chính là ông. Người đàn ông điều khiển xe mô tô là ông Nguyễn Hoàng Tê, sinh năm 1961, trú tại thôn Đoàn Kết, thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Bác sĩ nói gia đình nên chuyển lên tuyến trên vì không còn khả năng cứu chữa. Ngày 11 tháng 4 năm 2018, tầm 11 giờ, gia đình tôi làm thủ tục chuyển bố tôi lên bệnh viện đa khoa Việt Đức Hà Nội để chạy chữa. Khi lên xe để đi Hà Nội, bố tôi đã bị hôn mê sâu. Ngày 13 tháng 4 năm 2022, dạng sáng bệnh viện thông báo không cứu chữa được nữa và gia đình làm thủ tục đưa bố về nhà. 12 giờ 05 bố tôi mất tại nhà. Theo lời khai của anh S, đại diện hợp pháp của bị hại Nguyễn Hoàng T, sau khi xảy ra tai nạn, gia đình đã đưa ông T đi cấp cứu tại bệnh viện huyện Ngọc Lặc. Theo nhận định của bác sĩ, gia đình đã chuyển lên Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội để chữa chạy. Nhưng tình trạng chấn thương quá nặng, ông Tê đã tử vong vào ngày 13 tháng 4 năm 2018, tức là 3 ngày sau xảy ra tai nạn. Mặt khác, kết luận giám định số 826 GDPI PC54 ngày 27 tháng 4 năm 2018 của Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa xác định nguyên nhân tử vong của ông Nguyễn Hoàng Tê là do chảy máu lan tỏa mang mềm, phù não. Sau khi va chạm, bị cáo ngã xuống đường và ngất đi, được mọi người đưa đi bệnh viện đa khoa huyện Ngọc Lặc cấp cứu và điều trị. Sau khi tỉnh dậy mới biết mình đã gây tai nạn cho ông Tê. Do vết thương của ông Tê nặng, được gia đình đưa lên bệnh viện Việt Đức Hà Nội điều trị, sau đó đã chết. Theo lời khai của bị cáo Lê Văn Hắt, bản thân bị cáo Hắt cũng bị thương sau vụ tai nạn phải đi cấp cứu và điều trị. Sau khi tỉnh lại, bị cáo mới biết người va chạm với mình bị thương nặng và đã tử vong. Kết quả phân tích clip trích xuất từ camera an ninh nhà anh Vũ Đức Tê của cơ quan chức năng khẳng định ông Hắt chạy ngang qua đầu xe khách đang dừng để sang lề đường phía đông thuộc khu 4, thị trấn Lam Sơn, ngay khi ông H chạy qua đầu xe ô tô, xe mô tô mang biển số 36H91788 do ông Nguyễn Hoàng T đi theo hướng thị trấn Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa, tức là hướng Bắc Nam, vượt lên bên trái ô tô khách đang dừng, va chạm với ông H. Hành vi của bị cáo Lê Văn H qua đường không chú ý quan sát, không đảm bảo an toàn khi qua đường được quy định tại khoản 3, điều 32 luật giao thông đường bộ. Trường hợp không có đèn tín hiệu, không có vạch kẻ đường, cầu vượt, hầm dành cho người đi bộ thì người đi bộ phải quan sát các xe đang đi tới, chỉ qua đường khi đảm bảo an toàn và chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn khi qua đường. Trong trường hợp nêu trên thì người đi bộ đó đã vi phạm về nguyên tắc hoạt động giao thông đường bộ được quy định tại khoản 5, điều 4 của Luật Giao thông đường bộ, cụ thể như sau: Người tham gia giao thông phải có ý thức tự giác nghiêm chỉnh chấp hành quy tắc giao thông gữ gìn an toàn cho mình và cho người khác. Và đối chiếu quy định tại khoản 72 điều 1 Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017 sửa đổi điều 260 về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Thì do hành vi vi phạm của người đi bộ đã gây thiệt hại với hậu quả là làm chết người thì người đi bộ đó sẽ phải đối mặt với một trong các hình phạt như sau: phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm, năm. Vậy trong tình huống giao thông này, người đi xe máy có lỗi hay không? Nếu có thì dù không phải chịu trách nhiệm hình sự do đã mất nhưng còn bồi thường thiệt hại cho nạn nhân thì sao? Hình ảnh từ clip trích xuất camera an ninh nhà dân cung cấp cũng cho thấy Nguyễn Hoàng Tê điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 36H91788. Khi đó, đã có hành vi vượt chướng ngại vật phía trước là chiếc xe khách đang dừng, điều khiển xe với tốc độ nhanh, không làm chủ được tốc độ, nên khi ông Lê Văn Hất qua đường, ông T đã không xử lý được, dẫn đến gây ra tai nạn. Điểm va chạm đầu tiên giữa phương tiện xe mô tô do ông T điều khiển và người đi bộ ông Hắt là phần trước xe, tay cầm bên phải xe mô tô và vùng hông sườn phải của ông Hắt Vị trí va chạm giữa phương tiện và người đi bộ là trên mặt đường phần đường bên trái hướng di chuyển của mô tô theo thị trấn Lam Sơn đi thành phố Thanh Hóa, tức là cùng chiều với chiếc xe khách giường nằm đang dừng đỗ bên lề đường. Kết quả khám nghiệm hiện trường ghi nhận các dấu vết cà trượt dài 10,3 m và 7,6 m theo hướng tây bắc đông nam khớp với điểm tỳ của bàn để chân trước bên trái của xe máy biển kiểm soát 36H91788. Các vết máu khô có kích thước 20 x 3 cm trên mặt đường, cách vết cà trượt thứ hai 0,34 m. Xe mô tô biển kiểm soát 36H91788 nằm tì bên trái xuống mặt đường, đầu xe quay hướng tây nam, đuôi xe hướng đông bắc. Qua khám nghiệm phương tiện, cần số cong vênh, ép lốc máy, cụm bàn để chân trước bên trái và chân chống phụ bên trái gãy rời bàn để chân phía sau có vết cà xước rách cao su 3 cm chiều từ trước về sau. Hệ thống chuyển hướng, hệ thống tay phanh, chân phanh còn tác dụng. Theo quy định tại khoản 2 điều 601 Bộ luật dân sự thì chủ sở hữu nguồn nguy hiểm cao độ phải bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra. Nếu chủ sở hữu đã giao cho người khác chiếm hữu sử dụng thì người này phải bồi thường trừ trường hợp có thỏa thuận khác thì ngoài ra tại khoản 3 điều này còn quy định chủ sở hữu, người chiếm hữu sử dụng nguồn nguy hiểm cao độ phải bồi thường thiệt hại cả khi không có lỗi trừ trường hợp thứ nhất là thiệt hại xảy ra hoàn toàn do lỗi cố ý của người bị thiệt hại. Thứ hai là thiệt hại xảy ra trong trường hợp bất khả kháng hoặc tình thế cấp bách trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Như vậy thì trong trường hợp nếu như người điều khiển là chủ sở hữu của chiếc xe máy trong vụ án nêu trên thì trách nhiệm bồi thường chính là người điều khiển xe máy. Do người điều khiển xe máy đã chết nên trách nhiệm bồi thường cũng chấm dứt. Theo điểm 4 điều 11 Luật Giao thông đường bộ có quy định: Chấp hành báo hiệu đường bộ. Tại nơi có vạch kẻ đường dành cho người đi bộ, người điều khiển phương tiện phải quan sát, giảm tốc độ và nhường đường cho người đi bộ, xe lăn của người khuyết tật qua đường. Những nơi không có vạch kẻ đường cho người đi bộ, người điều khiển phương tiện phải quan sát, nếu thấy người đi bộ, xe lăn của người khuyết tật đang qua đường thì phải giảm tốc độ nhường đường cho người đi bộ, xe lăn của người khuyết tật qua đường đảm bảo an toàn. Như vậy, nếu như xe khách trong vụ án nêu trên mà vi phạm quy định tại khoản 4 điều 18 luật giao thông đường bộ và hành vi vi phạm đã được cơ quan điều tra chứng minh là có liên quan đến hiệu quả làm chết người thì người điều khiển xe khách cũng sẽ bị xem xét trách nhiệm theo như quy định tại điều 260 của Bộ luật hình sự. À, cụ thể, người điều khiển xe khách sẽ phải đối mặt với một trong các hình phạt như sau: phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. Sau khi ông Tê chết, gia đình bị cáo đã tình nguyện bồi thường cho gia đình bị hại 20 triệu đồng, nhưng gia đình bị hại chỉ nhận 15 triệu và không yêu cầu bị cáo bồi thường thêm gì cả. Sau khi biết tin ông Tê tử vong, gia đình bị cáo lê văn hát đã chủ động đến thăm viếng và đề nghị bồi thường cho gia đình ông tê phía gia đình ông tê chấp nhận bồi thường của gia đình ông lê văn hát hai bên gia đình có thỏa thuận dân sự thống nhất không thắc mắc và không cáo kiện pháp luật trong quá trình thỏa thuận giữa hai bên gia đình tôi và gia đình ông hát gia đình tôi đã họp bàn và thống nhất không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với ông hát vậy tôi viết đơn này mong công an huyện thọ xuân và các ban ngành liên quan xem xét miễn truy tố trách nhiệm hình sự đối với ông Hát. Ngày 24 tháng 6 năm 2018, anh Nguyễn Hoàng S, đại diện hợp pháp của bị hại, thay mặt gia đình ông T đã viết đơn đề nghị miễn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với ông Lê Văn Hát gửi lên cơ quan công an huyện Thọ Xuân. Tôi đề nghị miễn truy tố trách nhiệm hình sự đối với ông Hát là người đi bộ trong tai nạn trên với lý do hai bên đã tình nguyện thỏa thuận bồi thường dân sự cho nhau Ông Hát là người địa phương, việc tôi viết đơn xin miễn truy cứu trách nhiệm hình sự là hoàn toàn tình nguyện, không ai ép buộc gì cả. Đây là lời khai của anh Nguyễn Hoàng S, con trai và là đại diện hợp pháp của bị hại Nguyễn Hoàng T đã mất. Trong lời khai của mình, anh S thể hiện gia đình đã thống nhất xin miễn truy cứu trách nhiệm hình sự cho ông Hát vì gia đình ông Hát đã đến thăm hỏi và có thỏa thuận bồi thường dân sự. Hơn nữa, ông Hát là người địa phương. Việc xin miễn truy cứu trách nhiệm hình sự cho ông H là hoàn toàn tình nguyện. Tuy nhiên, xét tính chất, mức độ của hành vi phạm tội của bị cáo, hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ, hậu quả làm chết một người ngoài ý muốn chủ quan của bị cáo. Vụ tai nạn xảy ra không những gây nên mất mát, nỗi đau nặng nề đối với gia đình và người thân của bị hại mà còn gây ra tâm lý hoang mang khi tham gia giao thông trong nhân dân, đồng thời gây mất trật tự trị an, ảnh hưởng đến sự an toàn xã hội. Do vậy, việc tòa án tuyên mức đưa ra xét xử vụ án, tuyên phạt mức án tương xứng là cần thiết nhằm cải tạo và giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và tuân thủ quy tắc giao thông. Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Lê Văn Hắt thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Lời khai tại phiên tòa phù hợp với các chứng cứ, lời khai của nhân chứng, hiện trường vụ án. Hành vi không tuân thủ quy tắc giao thông của bị cáo Lê Văn Hắt đã vi phạm vào quy định tại Điều 8, các hành vi bị nghiêm cấm và khoản 3 Điều 32 Luật Giao thông Đường Bộ. Các chứng cứ cho thấy hành vi tham gia giao thông của ông Hắt chính là nguyên nhân chính gây ra vụ tai nạn. Do đó, hành vi của bị cáo đã phạm vào tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ được quy định tại khoản 1 điều 260 Bộ luật hình sự. Bị cáo có ý kiến gì với nội dung cáo trạng mà viện kiểm sát truy tố bị cáo không? Bị cáo không có ý kiến gì, cáo trạng của viện kiểm sát truy tố là đúng với hành vi của bị cáo. Từ những chứng cứ, hội đồng xét xử nhận định vụ tai nạn giao thông xảy ra nguyên nhân chính là do bị cáo nhưng cũng có một phần lỗi của nạn nhân do điều khiển phương tiện giao thông vượt chứa ngại vật không kịp thời giảm tốc độ để đảm bảo an toàn. Bị cáo Lê Văn Hắt phạm lỗi do vô ý. Trong suốt quá trình tố tụng, bị cáo Lê Văn Hắt hợp tác và thành khẩn. Gia đình chủ động bồi thường cho gia đình bị hại. Gia đình bị hại có đơn xin miễn trách nhiệm hình sự đối với bị cáo. Bản thân bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án tiền sự. Bị cáo ăn năn về hành vi của mình mà gây ra tai nạn và cái chết cho người khác. Đây là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo. Theo quy định tại điểm B, điểm S khoản 1, điều 51 Bộ luật hình sự. Hội đồng xét xử nhận thấy không cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi xã hội mà áp dụng điều 36 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo H bằng hình thức cải tạo không giam giữ để giáo dục bị cáo trở thành công dân tốt, qua đó thể hiện tính khoan hồng của pháp luật. Sau khi nghị án, tòa án nhân dân huyện Thọ Xuân tuyên bị cáo Lê Văn Hắt, phạm tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, xử phạt bị cáo Lê Văn Hắt 12 tháng cải tạo không giam giữ. Tòa tuyên miễn việc khấu trừ thu nhập đối với bị cáo. Cá nhân tôi cùng với tập thể lãnh đạo cơ quan đã nhanh chóng kịp thời là họp bàn để đánh giá về tính chất của án cũng như hành vi của bị cáo để kịp thời đưa ra xét xử vụ án nhằm mục đích là tuyên truyền giáo dục pháp luật rộng rãi trong nhân dân về ý thức tuân thủ pháp luật của người dân khi tham gia giao thông đường bộ. Sau bản án nào cũng có chữ giá như với bị cáo Lê Văn Hắt hẳn ông cũng đã có thời gian dây dứt bởi hành vi của mình và chắc hẳn có lúc ông nghĩ giá như ông chú ý quan sát không vội vàng sang đường, thì một người cùng thị trấn của ông chắc hẳn vẫn đang vui vầy cùng gia đình. Gia đình của ông T sẽ không bị thiếu vắng, hình bóng người cha, người chồng và hạnh phúc biết bao. Lúc bây giờ là tôi đi qua đường thì không ai bị va chạm với anh thì lúc bây giờ anh uh, tôi đã đi qua 2 phần 3 đường rồi nhưng mà anh đi thì anh uh, đi sang bên đường anh có va chạm vào hốc vào tôi và anh gây anh bị tử vong thì <laughs> bây giờ là, là là tôi phải chịu một cái mức án là tòa án và bên pháp luật là một năm án treo đến bây giờ tôi đã hoàn thành với cái 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 mức án là tôi đã lấy đó là 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 cái bài học cái tham này